Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một nhận một top càng vô sang các bạn. Để tham gia chương trình hôm nay mình đi phần demo tá mở từ ram cái bóng sẽ tắt chat cho bot này các bạn. Rồi nhiệm vụ một top càng số ra bằng 12 USDT như thế các bạn. Đến từ sàn Bitwar thì các bạn đi phần điểm thứ nhất mình đăng ký một cái tài khoản Bitwar như thế các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn đăng ký xong rồi các bạn join kênh group kênh seller đó các bạn. Các bạn cứ giữ đăng ký sau này mình cập nhật con này cho tất cả các bạn nhé các bạn. Rồi các bạn join sao nữa. Dự án này cũng khá là tiềm năng đó các bạn. Có trên 10.000 người cộng đồng nữa các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller đi các bạn. Hai kênh. Làm dự án Sura này nó đã về một con nữa các bạn. Rồi các bạn cũng join hết kênh tất cả kênh giúp xã hội nữa các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn copy hát tát này các bạn. Thôi các bạn chờ mình lên chút xíu nữa các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn like và tại quyết pinbot nha các bạn. Cảm ơn. Chờ mình chút xíu nha các bạn. Các bạn bỏ ra ít phút làm dự án này nha các bạn. Rồi dự án này mình đã làm iDrop trước kia nên mình đã theo dõi rồi. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi các bạn. Con này nó chạy trên nền tảng BNB Smart Chain chứ các bạn ơi. Rồi các bạn chỉ việc like nè các bạn. Tôi biết chỉ pin bot là các bạn nhập từ test lại nè các bạn. Rồi các bạn bấm test lại nè. Chết bà pha các bạn để mình chích dạng tôi biết nè. Rồi các bạn dán hát tát vào các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng follow Twitter nữa nha các bạn. Nó tới hai kênh Twitter, một kênh ta Twitter trên đây nha. Ờ follow rồi. Rồi các bạn bấm vào một submit tên nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email tất cả đăng ký trên một sàn Bitwar nha các bạn. Thì mình đã ai. Rồi. Các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục là các bạn gỡ cái đường link. Phải không? Submit Tower Profile. Gỡ profile tại Twitter của mình nha các bạn. Các bạn bắt up lên nè các bạn. Bạn nhập vào bio gạch nha các bạn. Bạn nhập vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn bio gạch trên cùng nè các bạn. Bạn bấm chia sẻ nè các bạn. Thì trên sàn Bitwar thì các bạn đăng ký một tài khoản email của tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn vào mail config nha các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Rồi bạn dán vào nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn chạy chiếc nha các bạn. Chia sẻ cho bạn bè và người thân tất cả các bạn. Sau này tôi cần nó có trả về sàn Bitwar hay là gì mình cập nhật thông tin tiếp cho tất cả các bạn như bạn vậy. Video mình ở đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình.